Hello anh em, hôm nay mình có cái bài tập nhỏ này dành cho những ai mà gặp khó khăn khi bị dò giai điệu của bài hát lên trên cái cần đờn này. Thì việc đầu tiên là mình phải chọn một cái âm giai rồi mình đánh mình hát theo nó, tại vì tất cả các cái giai điệu của bài hát nó đều nằm gọn trong một cái âm giai. Phần lớn là như vậy anh em ha. Thì hôm nay mình sẽ đánh la thứ ngay chỗ đây nè. Ha. La si do re mi fa sol la si do, đánh hết luôn ha. Thì mình để ý mình thấy trên một cái dây này nó hay có ba nốt không các ta. Okay. Thì việc đầu tiên sau khi mình hát theo nó lúc mình đánh anh em, thì việc đầu tiên là mình sẽ đánh một nốt rồi mình hát cái nốt phía trên nó hoặc là nốt phía dưới nó, nếu mà để nó có ba nốt dưỡng ha. Thì bây giờ mình đánh nốt giữa đây đi, mình hát cái nốt này tơ ti, xong rồi tơ, bây giờ mình phải hát nốt này, mình hát trước khi mình đánh rồi mình nghe nó thử đúng không, tơ tơ, rồi mình hát ba nốt chung tơ đi đơ đơ. Anh em ha. Ta đi ra ra. Ta đi ra ra. Xong mình hát bất cứ cái câu gì mình đặt ở trên ba nốt này mình đều có thể hát được. Dù mình hát ti ti ta ti ta. Nát ta ta ti ta. Ta ta ti mình đều hát được, anh em không? Mình ráng chỉ có nhiêu đó thôi, ba nốt trong cái âm dài đó trên một sợi dây này. Xong mình lên sợi dây kia mình làm y hệt vậy. Từ hát nốt này bắt buộc anh em đừng đừng có bỏ qua, tại vì cái pitch nó khác rồi, cho nên mình phải hát ha. Mình hát nốt này tơ, hát nốt này tơ ti, xong rồi mình hát tơ 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 ti nè, tơ tơ ra đi ti ra ra. Nhưng mình đừng có hát xa quá, mình hát những cái nốt nó gần nhau trước như vậy để cho nó quen. Nên thì thường thường cái melody nó cũng hay giữ những cái nốt gần nhau là chủ yếu, lâu lâu nó mới nó nốt ngoài thì mình lúc đó mình mò anh em ha. Y hệt như vậy lên trên đây ha. Từ ti từ 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 ti từ ti từ 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 ti, mình phải hát được thơ ti tơ, làm hát tơ ta ra đi ta ra đi ta ra đi ti đi ra ta đi ra ti đi ra. Nếu mình chưa làm được vậy thì mình phải ráng làm sao để mình hát được tơ nốt này, ráng hát cái nốt này tơ tơ ti, xong đánh đây ti, ráng hát nốt này ti tơ 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 ti tơ, là không là nếu 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 mà anh em qua được cái khoảng này rồi thì hãy hát những cái nốt trên anh em ha. Thì sau khi mình qua được những cái mức này rồi thì mình đặt một cái câu rồi mình lặp lại ở nhiều nơi. Mới đầu mình làm cái câu đơn giản thôi, ví dụ như đi ha, tơ ti tơ, rồi cái mình đoán là cái câu tiếp theo nó sẽ như thế nào. Tơ ti tơ tí, câu tiếp theo tơ ti ti tơ ti tơ tơ ti tơ ti tơ tơ ti 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 tơ tơ ti tơ tơ ti ti. Ok anh em ha. Thì nếu mà mình hát tới hát lui ngay chỗ này được rồi á thì theo nghĩ là anh em có cái khả năng mà để mà mình nghe mình đoán được cái giai điệu nó sẽ nâng cao hơi bị nhiều. Sau đó mình kiếm một cái bài nào mình biết chắc nó là tông la thứ rồi mình ngay chỗ đây mình đánh thử cái cơ hội mà anh em mò ra nó ở trong cái chỗ này nó sẽ lên khoảng 50%. Cảm ơn anh em rất nhiều.